Và cái thứ hai đó là xin thưa, ngoài cái chuyện trong cái vấn đề mà tặng luật á, có những vấn đề thuộc về giới hạnh, nhưng mà có những vấn đề thuộc về cái bổn phận. Có những cái thuộc về giới, có những cái thuộc về bổn phận. Quý vị cần hiểu như vậy. Nói về giới thì giới của Sa Di là 105 giới, bao gồm 10 điều học, 10 hành phạt, 10 trục xuất, 75 ưng học pháp. Đó là giới Sa Di. Nhưng mà ngoài ra đó, Sa Di còn có những cái vấn đề thuộc về bổn phận. Ví dụ như một vị Sa Di không được quyền hưởng dụng trước tỳ kheo, có nghĩa là những cái thực phẩm dâng đến cái hàng tỳ kheo một vị Sa Di, mặc dù trong luật thì không có ghi, nhưng mà nó không thuộc về luật, nhưng nó thuộc về bổn phận. Bổn phận của vị Sa Di là không được phép dùng trước đấy. Rồi bổn phận của vị Sa Di là phải cung kính các vị tỳ kheo. Bổn phận của vị Sa Di là không được chỉ trích vị tỳ kheo dù với bất kỳ lý do gì. Bổn phận một vị Sa Di là không có được lười biếng. Đó. Thành ra đó, nhiều người sư thấy rất là lạ, làm Sa Di đó mà chỉ chăm bẩm bốn cái bức cộng trụ của tỳ kheo thôi. Lạ lắm. Chỉ chăm bẩm bốn bức cộng trụ của tỳ kheo. Trong khi đó đó, xin thưa cái vị này hỏi còn đỡ. Còn sư thấy một số ông Sa Di đó không biết 10 học giới, 10 hành phạt, 10 trục xuất, 75 ưng học pháp, không biết luôn. Có nghĩa là 105 giới Sa Di không biết. Đừng nói chi là đến những cái bổn phận của Sa Di. Không biết một cái gì hết. Là một ông sư hoang dã, sư tạm dùng cái từ ông sư hoang dã, có nghĩa là ngoài trừ cái bộ y ra đó, vị đấy không biết một cái gì khác ngoài ra. Thành ra đôi khi trở thành một kẻ cướp trong tăng đoàn không biết. Bởi vì sao? Bởi vì có khi á, phạm 10 cái điều trục xuất, mình không còn là Sa Di nữa mà không tự nhận biết. Đấy. Cái kiểu đó thì sư đã thấy có một vài người, một vài vị rồi. Đấy.